Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời những nhận xét đánh giá từ ban giám khảo. Trước tiên xin được mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ ạ. Em chào chị đẹp, huấn luyện viên Thanh Hằng. Bữa nay đẹp quá phải không cô? Cảm ơn em. Chị Mỹ chào ba bạn. Chị Mỹ có một chút nhận xét về ba bạn. Ngọc Trinh, dáng dấp quá đẹp. Dáng là một cô đào tha thước, mặt sáng đẹp. Chị Mỹ thấy là bữa nay em ca đó, em cũng còn hơi gồng hơi một tí xíu nha, còn hơi gồng hơi. Và cái những cái chữ cuối của em á, em nên lưu ý cho thật kỹ là đừng để đuối những cái chữ cuối của mình. Dù là ca trong lòng câu, nhưng mà những cái chữ cuối mà mình để nó bị đuối chút vậy đó thì mình sẽ dễ bị tuột dây lắm nha. Ráng cố gắng giữ cái cục hơi vào những cái chữ cuối. Cái câu 2 của Trinh ca, cái hò 16 và hò 20 ca rất là ngọt. Cái câu 2 chị rất là thích câu 16 và 20 của em. Em ca lần này á, thì em có mềm hơn lần trước đó, nhưng mà vẫn còn hơi cứng nha. Cố gắng khắc phục một chút xíu cho cái cục hơi của mình nó dịu, để mà mình nhả chữ nó được mượt mà, nó được dễ thương hơn nha cưng ha. Diễn thì rất là điệu đà, rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Chúc mừng em. Còn Trường bữa nay là chị Mỹ thấy Trường ca tốt hơn vòng trước. Chị Mỹ xoay qua nói với cô ba, bữa nay ca tốt hơn giọng trước, bữa nay biết tiết chế lại cái giọng của mình. Tuy nhiên những cái dấu thấp của em á, nó chưa được rõ lắm, cần phải chú ý những cái dấu thấp của em. Và những cái dấu cao của em thì mình tiết chế không thôi nó sẽ dễ bị vỡ nha. Với cái cột hơi của em á, thì những cái dấu cao nó rất là, chị nghe em ca những cái dấu cao chị rất là hồi hộp, cho nên là em phải cẩn thận, phải xử lý những cái dấu sắc và những dấu quyền. Dấu quyền thì cho rõ và dấu sắc thì mình tiết chế lại để cho mình đừng có bị bể ha. Diễn thì bữa nay là nói chung là bận bộ đồ vest rất là xinh trai, và Diễn cảm, chị Mỹ cảm giác là em có tự tin hơn lần trước ha. Còn Hồng Ngân thì mặt rất sáng, rất đẹp. Giọng ca của em cũng rất là tốt. Nhưng mà như giọng trước chị Mỹ nhắc nhở và cô ba và anh Long cũng nhắc nhở em á, là cần phải lưu ý. Không phải là mình hơi tốt rồi mình bung tất cả như vậy. Nó không có cái lặn và cái dấu thăng làm cho mình bị cứ đều đều như vậy đó, làm cho mình mất cái sâu lắng đi nha. Với lại chị Mỹ thấy là trong cái bài ca của em á, nó có nhiều câu, có cảm xúc, nó rất là hay luôn. Nhưng mà em thì bị cứ đứng cầm rồi cái mặt buồn hiu. Cái câu ca, cái lời ca của nó rất là vui. Cái bài ca của nó, thay vì em ca cái chỗ đó em phải nảy lên một chút xíu, thì chị Mỹ nghĩ là nó sẽ tươi hơn, nó vui hơn. Nhưng em chỉ có một chiều như vậy hoài. Cố gắng giúp chị Mỹ nha, và rút kinh nghiệm để nếu có vào vòng sau thì những cái lỗi này đó thì em nên khắc phục, thì chị Mỹ nghĩ là em sẽ được tỏa sáng hơn nha. Chị Mỹ chúc mừng ba bạn. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin cảm ơn chị Hai đã huấn luyện cho ba bạn vừa rồi. Tuyệt vời, vậy mà chị nói là chị không biết huấn luyện. Đối với Trinh thì ngày hôm nay là anh thấy em có tiến bộ hơn nhiều, hơn dòng trước. Là bữa nay em có bệnh đúng không? Dòng khỏe hơn, mặc dù rằng chị Mỹ nói là em cũng có những cái dấu quyền á, nó mờ. Nhưng mà dòng hôm nay em thoáng, trong, cao. Và nhất là em ca bài dòng Kim Lan, anh rất là thích. Dòng Kim Lan em bỏ nhỏ, nhẹ nhàng, vô ngọt ngào. Còn đối với Trường ơi, anh nói thật với em là thí sinh nam duy nhất. Nhưng mà anh đang nghe em hát giống như là em, bản năng của em hát sao là em hát vậy đó. Chứ em không có biết cách chuốt câu
chút chữ. Hy vọng rằng nếu như em vào trong thì em phải biết chút câu. Thí dụ như nói là giờ đã ba năm núi nguyệt sắc cầm, thì cái chữ nó phải ngọt, chứ không phải là giờ đã ba năm. Em là đang cái hơi của em nó quá nhiều, nó quá mạnh. Vì vậy cho nên là em bung hết trơn à. Em không biết cái tiết chế lại, gom giọng lại làm sao khi mình buông chữ ra nó phải mềm, mặc dù rằng là mình hơi mình khỏe. Em hiểu ý anh nói không? Đó, hy vọng là nếu em vào trong thì em phải cố gắng giữ cái làm sao mình có sức khỏe, mình có hơi mạnh rồi thì mình phải làm sao cho nó cái từ cái mạnh đó biến thành cái ngọt ngào, cái mùi mẫn, cái bay bổng trong bài ca vọng cổ nha. Còn Ngân thì em, anh nói thật, em ra em diễn anh sợ, anh sợ quá trời luôn á. Em bị căng quá đúng không? Em bị căng quá. Tới giờ phút cuối đó, câu 6 anh mới thấy em nở nụ cười. Còn bắt đầu từ câu 1 tới đây em căng quá. Em diễn mà em không dám nhìn anh Toàn luôn đó. Đó là cái không thể nào nói được, không thể nào trách em được. Vì em là thí sinh mà em chưa có đứng trên sân khấu lớn như thế này. Vì vậy cho nên là cái đó không có thể nào trách em được. Nhưng hôm nay em ca tốt. Em ca tốt. Giọng em khỏe lắm. Như chị Mỹ nói, khỏe nhưng mà cũng vẫn phải tiết chế lại nha. Chứ không phải khỏe rồi mình bung ra hết trơn, nó trọi. Mình cần phải có những cái sâu lắng, có những cái mềm, ngọt. Chúc mừng ba em. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và bây giờ chắc hẳn rằng các bạn đang rất muốn lắng nghe những lời nhận xét đánh giá từ nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Cảm ơn Lâm. Chào con Hằng. Mỹ nói đúng rồi, hôm nay con đẹp lắm đó. Trinh ơi, hú hồn cô. Hôm trước dặn con là đến cái dòng này đừng có nói bệnh nữa đúng không? Ừ, cho nên là phải đẹp ghê không? Xuất hiện đẹp nha. Vô dòng cổ rất đặc biệt. Bây giờ có thể nào dặn đờn cho cổ vô lại cái câu dòng cổ của cổ không? Cô rất thích cái chữ mà thả nổi. Con vô lại cho khán giả nghe. Cảm ơn nhàn đờn. Cảm ơn con. Đây là một câu dòng cổ mà không phải ai cũng vô cái kiểu đó cũng được. Ai dạy con? Chị Hằng à? Hay là con tự đi kiếm? Dạ. Mong rằng con có nhiều cơ hội tới đây để con dâng tặng cho khán giả những cái điểm đặc biệt trong cái cách ca của con. Chúc mừng con bữa nay. Bạn trường, tôi cũng giống như cô thời Mỹ mà tôi rất hài lòng bạn bữa nay. Thứ nhất là vô câu dòng cổ rất hay và dứt câu một cũng cực kỳ hay. Và còn một chuyện nữa, bạn mà tôi ghi cái chữ diễn á, duyên dáng. Cảm ơn bạn. Còn con á Ngân, thì chị Mỹ với lại là anh Long nói con rồi đó. Nếu không tiết chế thì cái giọng con nó bị chát. Và ca dòng cổ mà thiếu mùi, thiếu êm, chát thì con không thành công. Con phải khắc phục liền để những cái buổi tới này không có nữa. Thứ hai là khi con hát chung với bạn thì con hát xong rồi con đứng chơi. Và con không quan tâm tới cái nội dung mà bạn đưa đến cho con. Và đó cũng là một cái điều hết sức thiệt thòi cho con. Con mong muốn rằng con khắc phục thật nhanh bởi vì chúng ta không có thời giờ. Vậy con nha. Cảm ơn ba đứa con. Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Còn một điều nữa. Rất là cảm ơn con Thanh Hằng.
Tức là cái bài cuối của ba cái đôi này đó, mà con đặt cái bài Dạ Cổ Hoài Lang, là nguyện cho chàng hai chữ an bình an. Cảm ơn con nhiều lắm. Yeah. Trân trọng cảm ơn cô, và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Thanh Hằng. 17 Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Phạm Hồng Ngân, mã số bình chọn 16. Nguyễn Thanh Trường, mã số bình chọn 18 với điểm trung bình là 95,67.